Đó, tới tới cái nồi rồi. Rồi. Tới cái nồi rồi. Ê, nhìn nè, quýt xin nè. Rồi chưa con? Dắt cái cây té kìa, dắt con chim té kìa. Chụp lên không? Cái đồ bắn hả? Tự cái đồ hả? Ừ. Đủ bắn cái nào đó. Ăn nữa thôi sao? Kéo con chim đó để con dắt té cái gì à? Cầm lên đến thôi dắt té rồi. Thôi đi qua. Đi qua kêu chú Tư đi chợ mới được. Bỏ xu ở nhà. Chê à? Bà phải trình trang đổ mày nha. Rồi, ủa chê đó. Chê mà nãy dục chê mà nè không thử một hơi thôi hả, không có lửa, không có bèo ghê hết nè. Em dạ. Là vậy nó tan thiết á. Đó. Tôi có la dữ gì không? Mà lại mẹ mẹ la con la chói lấy. Giờ tới tao đi Cà Mau ở nhà đi. À, bà con quánh nè. Con quánh đòn nè. Đó, đó, khà khà chi rồi cái gì vậy? Đó, đó, đó. Khà 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 chi rồi ha. Chị à? Bà biểu nó câu đó ta nhớ bà bảy nhớ cái là nó cũng nhớ câu của bà bảy, câu bà biểu hai và làm hai câu hai của hai bà. Câu bà bảy gì? Không phải. Chết đi. Mẹ đó. Chết đâu. Bà biểu ra đâu, bà bảy chết mẹ. Bữa nay khàn tiếng rồi nghe không rõ. Quá hổm chứ sợ không mọc răng giờ răng nó nhóc nữa. Mới trên 4 cái vô cái giữa còn 4 cái nữa chưa đó, phải trên 2 cái giữa 1 cái. Còn cái thằng chó hai bên này chưa có mọc nữa. Ở trong được 4 cái, trong 2 trên 2 cái giữa 2 cái rồi. Chị con đó. Hử. Đó, đó, đó. Xin cái cho thí chứ không làm gì chứ. Đó. Làm gì vậy? Ừ. Đó. Khò đi. Chi vậy? Nó biến ra hồi đút nó sặc đó. Khò 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 cho sặc hả? Ghê à. Đó. Khò đi. Cái rút hả nó? Bố xin bà cái chai rượu mới ra. Chai rượu mới. Không muốn hả nó? Xin ra thấy một cái à. Để nó sắp bên canh chứ làm gì. À, không có dặn, không có dặn. Đi đi xin. Đi. Rồi bà nội về kìa. Bà nội về kìa. Hai, không có.